Dạ, em xin chào ban giám khảo và tất cả mọi người. Em tên là Thanh Nguyệt. Hôm nay em xin gửi đến ca khúc Lạ của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Gặp nhau đây bước qua
rất vội, chẳng còn tiếng ấm môi nhau khi xa xét gió đông đã về. Tình yêu còn là từ phía em chưa bao giờ phải vội, phải tự mình vỗ về thôi. Tình yêu ấy đã ra mất rồi, hạnh phúc xa xát lớn lao, em có bé nhỏ để cất giữ. Quên em, anh quên một người yêu anh. Còn quên anh, em như quên cả cuộc đời. Cảm ơn bạn Nguyệt. Cho anh hỏi là hiện nay là em đang đi học hay là em đi làm rồi? Dạ em đi học. Em đang học ở trường nào? Em học Đại học Sài Gòn. Năm mấy? Năm 3. À, vậy là mình sai rồi. Ok, như thế này, cho anh hỏi là em có đổi bài đúng không? Trong dạ, này em thấy ghi là rồi từ khi đổi thay em đổi thành bài lạ, tại sao vậy? Em nghĩ là em gửi gắm cảm xúc vô bài này tốt hơn bài trước. Dạ rồi, sau khi em trình diễn xong thì em thấy là mình hài lòng được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 70 thôi. Mình có hối hận vì mình đổi bài không? Dạ không. Ok, anh nói như thế này nhá, thật ra bài lạ là một bài rất là hay và nó rất là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên nó cũng là một trong những bài ballad rất là khó hát, tại vì quãng của nó rất là rộng, từ những cái nốt rất là thấp cho đến những cái nốt cao, thật là cao. Thì anh thấy là cái giọng của em á, nó chỉ dừng lại ở cái mức rất là sinh viên và dễ thương thôi, nhưng khi mình đặt vào cái bài hát này thì nó lại không, nó giống như là em mang một đôi giày bị rộng vậy đó, nó không có vừa vặn và nó bị rất là nhiều khuyết điểm ở trong đó. Thì đối với một cái bài nhiều kỹ thuật như vậy, từ những cái quãng trầm cho đến những cái nốt trung, belting rồi falsetto của em, những cái nốt cao nó đều rất là yếu ớt, cho nên là anh nghĩ là anh không biết là đối với cái bài kia, anh không biết bài kia, cho nên là anh không biết là cái sự thay đổi này của em có hối hận hay không. Nhưng anh cảm thấy là khi em chọn bài này thì nó hơi quá sức với em một xíu. Thì mình thật ra cái giọng nó nhẹ nhàng như vậy, mình không có quá nhiều kỹ thuật. Nếu mình muốn hát một cái bài để mình thả tâm sự vào thì mình lựa một cái bài nào đó nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng hơn cho mình thôi, thì mình mới có cái cơ hội để mình bỏ cảm xúc vào. Chứ em hát những cái bài này em lo em xử lý thấy bà luôn rồi, thời gian đâu mà em bỏ cảm xúc vô, hiểu không? Rồi nãy anh thấy em cứ cười bẽn lẽn là sao tự nhiên em cười vậy? Ủa anh hỏi bạn mà. Nói chung là anh thì anh thấy là em rất là dễ thương. Em hát cái bài này, em hát mà kiểu như là em hát bài buồn mà em vui dữ lắm, hiểu không? Cho nên là anh cũng không biết là cái tâm sự trong cái bài này của em nó là như thế nào. Nhưng mà anh vẫn thấy là mình, nếu như mình có đi thi thì mình nên lựa một cái bài hát nó vừa vặn với mình hơn. Mình đừng có đi một đôi giày quá lớn như vậy, nó sẽ làm cho mình bị lòi rất là nhiều những cái điểm yếu trong giọng hát của mình nha. Rồi anh cảm ơn Nguyệt rất là nhiều.